Mặt trơn trơn lớp đây có lotion anh em ơi, mất đào, đang lấy đào tới đây gặp rồi, đó là thua. Trời ơi, đúng lắm. Quá lại anh em ơi. Vui không? Giúp mình cao cao lên mưa là bắt đầu anh em. Ồ, chiều tới kìa. Đại ca căn hô. Kè luôn. Rồi lên. Không lại lẹ lẹ mới qua được. Ghê không? Ghê không? Anh em nha, em đi cuốn rơm nha anh em tham khảo cuốn rơm nha. Đây bên mình lấy rơm vào và xem ta nha anh em. Chẳng lần đất cứng thì được 8 cục, mà đất mềm mềm thì đi được 5 anh em ơi. Xuống đồng này 4 chiếc anh em, 3 chiếc máy cày với con cây từ xa. Đây một buổi chiều của những anh em làm rơm. Ghê không? À, tới chỗ là ngã xuống rồi ôm rơm vô. Chưa chở rồi mà không đỡ nón luôn anh em, ghê không? Anh này ghê lắm, chạy nhìn anh từ xa thấy hàm răng anh không, chứ không thấy mặt, đứng mặt anh quá đen. Đắp rơm này xấu anh em ơi, đắp rơm này chiến 5 cục anh em ơi, trong trong mềm quá cho nên không có chở được nhiều đó vô.